Chơi xếp hình thì mỗi người mỗi cách. Chứ xếp kiểu nào không quan trọng, miễn sao gái cũng như trai, trai cũng sướng là ok. Em muốn nhờ chị tìm một người. Giờ đầy đủ tiện nghi rồi, mình nhanh. Động phòng, dính thai để level up, đặt siêu năng lực bá chủ vũ trụ, giải cứu hành tinh trong giải ngân hà. Đang DJ mà. Thiếu gì các cô gái trẻ đẹp dây quanh, dư giả đến nỗi xài không có hết nữa. Anh nghĩ sao mà anh dám đăng status như vậy vậy? Hả? Tuyệt đối tránh thai, gái còn trinh bỏ dậy. Hả? Con có biết là bà thương con như thế nào không Nhung? Bằng mọi giá đêm nay phải biết nó ở đâu. Đích thân tôi sẽ tới. Ngoài đâu ra thì đâu có ai tổ chức được sexy show đâu. Cũng là đăng DJ à. Tình cảnh gì mà tụi em còn hứng thú đóng phim nữa hay sao hả đăng DJ?